Có thể khẳng định rằng, thương mại điện tử đã ra đời và trở thành xu thế mới thay thế dần phương thức kinh doanh cũ với rất nhiều ưu thế nổi bật, nhanh hơn, rẻ hơn, tiện dụng hơn, hiệu quả hơn và không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới đã có tác động mạnh tới nền kinh tế Việt Nam trong những năm vừa qua, thương mại điện tử cũng đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình như là một công cụ giúp các doanh nghiệp Việt Nam cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực phát triển trong một môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Thực hiện kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã có nhiều hoạt động triển khai đẩy mạnh ứng dụng và phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử. Đặc biệt với việc ban hành quyết định số 2471 trên QĐ UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 về kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngoài mục đích tạo môi trường để mọi đối tượng, người dân, doanh nghiệp, nhà nước hiểu, biết và sử dụng thương mại điện tử nhiều hơn, qua đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, đồng thời từng bước nâng tầm ứng dụng thương mại điện tử theo kịp trình độ thế giới. Theo đó, triển khai công văn số 3756 trên UBND-TM ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chương trình tổ chức cuộc thi bình chọn doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử tiêu biểu, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng phía Nam Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức chương trình bình chọn website và dịch vụ thương mại điện tử được người tiêu dùng ưa thích nhất năm 2011. Đây là chương trình bình chọn thường xuyên, xuyên suốt từ năm 2009 cho đến nay. Từ năm 2011, giải thưởng mang tên Giải thưởng Thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân thành phố khen tặng. Chương trình được triển khai nhằm tìm kiếm, tôn vinh những doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển thương mại điện tử. Ngày 27 tháng 10 năm 2011 vừa qua, Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức buổi họp báo, công bố chương trình bình chọn trên các phương tiện truyền thông báo chí tại Hội trường Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Theo đó, chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí với mục tiêu khuyến khích doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia ngày càng nhiều vào lĩnh vực thương mại điện tử. Tham gia chương trình, doanh nghiệp mang cơ hội quảng bá hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ đến đông đảo người tiêu dùng trên cả nước. Đồng thời còn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động ứng dụng thương mại điện tử. Cùng với việc quảng bá rộng rãi trên các trang thông tin điện tử có số lượng độc giả lớn như vnexpress.net, 24h.com.vn, pcworld.com.vn, Thời báo Vi tính Sài Gòn, mạng xã hội Facebook, YouTube, v.v., chương trình đã thu hút sự tham gia của 53 doanh nghiệp, tăng trên 26% so với năm 2010, là chủ sở hữu 66 website thương mại điện tử, tăng 32% so với năm 2010, mô hình B2C, C2C, cung ứng dịch vụ hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử như giải pháp thanh toán trực tuyến, dịch vụ giao hàng và chăm sóc khách hàng. Trong đó có 24 doanh nghiệp và 33 website mới tham gia lần đầu, chiếm tỷ lệ 50%. Và 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 12 năm 2011, bình chọn trực tuyến các website và dịch vụ thương mại điện tử được ưa thích nhất chính thức được bắt đầu tại website www.eca.tray.hcminhcity.gov.vn. Kết thúc chương trình lúc 17 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2011, đã có 13.629 lượt bình chọn của người tiêu dùng đã bình chọn cho website và dịch vụ thương mại điện tử ưa thích. Ngày 22 tháng 2 năm 2012, tại khách sạn Palace Sài Gòn, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ban ngành, ban tổ chức chương trình đã trao các giải thưởng thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh cho các website và dịch vụ thương mại điện tử được người tiêu dùng ưa thích nhất năm 2011. Theo đó, giải thưởng dành cho website thương mại điện tử mô hình B2C được ưa thích nhất. Website thương mại điện tử mô hình B2C chuyên ngành điện tử, viễn thông được ưa thích nhất thuộc về website www.nguyenkim.com của Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim với 3.326 lượt bình chọn. Website thương mại điện tử mô hình B2C chuyên ngành hoa tươi được ưa thích nhất thuộc về website www.điệnhoatrucuyen.vn của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ Điện Hoa Đà Nẵng với 1.541 lượt bình chọn.
Website thương mại điện tử mô hình B2C chuyên ngành sách được ưa thích nhất thuộc về website www.vinabook.com của công ty cổ phần thương mại dịch vụ Mekong.com với 2.846 lượt bình chọn. Website thương mại điện tử mô hình B2C chuyên ngành máy, thiết bị, vật tư công nghiệp được ưa thích nhất thuộc về website www.chợdansinh.net của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quảng cáo Ba Miền với 1.342 lượt bình chọn. Website thương mại điện tử mô hình B2C chuyên ngành du lịch lữ hành được ưa thích nhất thuộc về website www.dulichviet.com.vn của công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt với 437 lượt bình chọn. Website thương mại điện tử mô hình B2C các ngành khác được ưa thích nhất thuộc về website www.tìmviệtnhanh.com của công ty cổ phần Tìm Việt Nhanh với 1.611 lượt bình chọn. Website thương mại điện tử kết hợp mô hình B2C và C2C được ưa thích nhất thuộc về website www.5giây.vn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tinh học Nhật Nguyệt với 3.707 lượt bình chọn. Về giải thưởng dành cho dịch vụ hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử được ưa thích nhất với 2.815 lượt bình chọn, website www.ngânlượng.vn của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Hòa Bình đoạt giải thưởng đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến được ưa thích nhất với 2.231 lượt bình chọn, website www.nguyenkim.com của công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim là website thương mại điện tử có dịch vụ giao hàng được ưa thích nhất với 2.169 lượt bình chọn, website www.nguyenkim.com của công ty cổ phần thương mại Nguyễn Kim là website thương mại điện tử có dịch vụ chăm sóc khách hàng được ưa thích nhất. Ban chỉ đạo chương trình phát triển thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh xin cảm ơn các cơ quan truyền thông làm công cụ hữu hiệu nhất trong việc tuyên truyền và quảng bá cho thương mại điện tử phát triển. Cùng với việc bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc sống số hiện nay, thì thương mại điện tử đã ngày càng phát triển, được tiếp cận và sự quan tâm rộng rãi của người tiêu dùng. Và người tiêu dùng thành phố cũng như người tiêu dùng cả nước thì cũng ngày càng được hưởng nhiều cái lợi ích từ thương mại điện tử mang lại. Cùng với việc luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có hiệu lực thì trong thời gian vừa qua, người tiêu dùng cũng quan tâm rất nhiều đến các khía cạnh quyền lợi của mình đối với việc tiếp cận các hàng hóa và dịch vụ từ thương mại điện tử. Do nên là các doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, các doanh nghiệp thực hiện cái website mua bán và cung ứng hàng hóa dịch vụ trong thời gian vừa qua đã ý thức được trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng. Và cái việc cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp và người tiêu dùng thực hiện các quyền lợi của nghĩa vụ của mình như quyền lợi của người tiêu dùng trong luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì đấy là cái môi trường rất thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử. Du lịch Việt chúng tôi là một trong những đơn vị kinh doanh ngành lữ hành áp dụng rất nhiều thương mại điện tử vào cho việc kinh doanh, phát triển cái ngành nghề của chúng tôi. Thì việc đầu tiên tôi thấy là có cái rất là hiệu quả cao, tức là mang tính chất nâng tầm, thời gian nó ít mà con người cũng không phải đầu tư nhiều, mà tất cả những cái vấn đề cung cấp cho khách hàng một cách nhanh, tiện, gọn mà đầy đủ một cách nhanh nhất. Khi mà tham gia thì chúng tôi luôn luôn cố gắng để hoàn thiện sản phẩm của mình hơn nữa để chứng minh cho các người tiêu dùng của Việt Nam biết thương mại điện tử nó lợi như thế nào và phục vụ cái tiện ích cho người tiêu dùng thế nào. Và tham gia cuộc thi này chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu để mang lại những lợi ích tốt hơn cho khách hàng. Góp phần thành công cho chương trình, có thể nói rằng cộng đồng người tiêu dùng mua sắm trên mạng đã trở thành động lực phát triển, là đối tượng phục vụ của hàng trăm website và dịch vụ thương mại điện tử hiện nay. Chính họ tham gia giao dịch, mua sắm, tin dùng, bình chọn và giới thiệu đến mọi người những website dịch vụ thương mại điện tử tốt hơn, an toàn hơn, tiện dụng hơn. Qua họ luôn có sự đánh giá khách quan và trung thực nhất đối với doanh nghiệp. Ghi nhận sự đóng góp đó, chương trình đã dành tặng 25 giải thưởng cho người tiêu dùng trên các tỉnh thành đã tham gia bình chọn và trúng các giải thưởng ngẫu nhiên và may mắn. Khi sử dụng thì tôi thường sử dụng website 5 giây là chủ yếu.
vì quét xe 5 giây, thứ nhất là nó nhanh, thứ hai là được rất là nhiều người biết đến. Thì trên 5 giây thì tôi có thể quảng bá các sản phẩm của mình mua bán cũng như là giới thiệu cho mọi người biết đến về cái doanh nghiệp, cái công ty của tôi hiện đang làm. Tuy còn một số điểm cần cải thiện hơn trong quá trình tổ chức, song chương trình bình chọn, website và dịch vụ thương mại điện tử được người tiêu dùng ưa thích nhất năm 2011 do Sở Công Thương chủ trì đã thành công khi đạt được những kết quả đáng khích lệ như số lượng bình chọn hợp lệ tăng 13% so với năm trước. Số lượng bình chọn ảo giảm từ 27,5% còn 12% nhờ phương thức xác thực bình chọn mới, phương thức xác thực qua tin nhắn SMS, đồng thời với tiêu chí khách quan, trung thực và hoàn toàn miễn phí để động viên doanh nghiệp thúc đẩy lĩnh vực thương mại điện tử ngày càng phát triển. Hưởng ứng tích cực từ các tổ chức cá nhân, tạo uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tử và người tiêu dùng. Điều đó một lần nữa đã thể hiện rõ nét vai trò hỗ trợ, khuyến khích của cơ quan nhà nước đối với việc ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp. Mặt khác, chương trình bình chọn cũng đã góp phần thực hiện mục tiêu đánh giá hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời khen thưởng những doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử thành công, tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển thương mại điện tử. Hy vọng rằng với sự ghi nhận kịp thời đó, các doanh nghiệp sẽ có nhiều động lực và sức mạnh hơn trong chặng đường phát triển của mình. Và đó sẽ là những nhân tố chính góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 mà Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành.